Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cùng với Cha Sở và các thầy, chúng con chào mừng tất cả quý vị đến ngay thánh lễ phòng giác sinh, cũng như chào mừng tất cả những khách We welcome you in our celebration of Christmas vigil tonight, especially those who come from out of town. We pray that our worship together bring you closer to God tonight. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhận nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành nội nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời lòng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa,
Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đến cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cùng được con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.